Nãy ngay trong cái bài đầu, đầu cái bài thì bác sĩ Tín cũng có nói đó, à, mọi cái gì khó của hai, hai báo cáo viên trước dồn cho bác sĩ Tín, bây giờ bác sĩ Tín sẽ dồn cho bác sĩ Khang. Thì sau đây thì mời quý thầy cô, quý đồng nghiệp và các em uh, sinh viên xem thử là phẫu thuật viên họ đi qua cái khó khăn của bác sĩ nội như thế nào. Yeah. Xin mời uh... bác sĩ Khang cảm ơn phó giáo sư Lê Minh Khôi à, cảm ơn anh Tính à, chắc có lẽ anh Tính đi hội nghị quốc tế nhiều quá là đưa ra một cái đề bét làm cho cái mọi người tưởng là bác sĩ can thiệp và phẫu thuật viên là nó 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 là đối đầu với nhau cái thực sự là em nhớ lại lúc đầu tiên mà đi học pha lô á, thì em thấy là phẫu thuật viên đầu tiên muốn không phải là học pha lô là mình phải hiểu về hình thái và siêu âm là chắc chắn tất cả đầu tiên của bác sĩ tim bẩm sinh là phải đi học từ bác sĩ nội khoa từ cái siêu âm từ cái giải phẫu rồi sau đó mới vô phòng mổ để có thể làm được thì chắc chắn là cái chuyện là mình phối hợp nhóm với nhau và học hỏi lẫn nhau trong cái nhóm giữa các bác sĩ em nghĩ là nó quan trọng hơn là đối đầu sẽ có một số trường hợp mà mình bắt buộc mình phải bàn thảo để chọn lựa cái lựa chọn thế nào là tốt nhất nhưng mà em không nghĩ là là đối đầu hơn là phối hợp nhóm với nhau thì hôm nay em xin đại diện cho pho team mạch tre bệnh viện Đạo dược sẽ trình bày về cái những cái điểm mấu chốt trong cái phẫu thuật điều trị thứ nhất follow thì chắc chắn là như em nói là nó do là cái này phẫu thuật viên là cũng phải có nội khoa và hình thái học cho nên là em sẽ bỏ qua những cái cái cái, cái slide mà nó đã có liên quan tới nội khoa mà các bác công viên trước đã nói thì chỉ nhắc lại một chút là thứ nhất là cái thứ chứng phalo là bệnh tim bẩm sinh tím đầu tiên mà được phẫu thuật tạm thời vào năm 1944 bởi bác sĩ Palock là phẫu thuật viên cũng xuất phát từ cái ý tưởng của Dr. Helen toxic và có cái người kỹ thuật viên phụ là Vivian Thomas. Nó là cũng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy là cái việc phối hợp nhóm để làm sao để thành công khi điều trị rất là cao. À, cho đến mãi đến năm 1954 thì một phẫu thuật viên khác là ông Lille Hay cũng rất là nổi tiếng đã phẫu thuật sửa chữa tiêu chứng follow ở trong tim nhưng mà với cái phương pháp là tuần hoàn chéo à, mặc dù là À, nó không thành công bởi phương pháp này sau đó nó bỏ nhưng mà dù sao cũng là cái cột mốc để có thể ghi nhận là đã phẫu thuật sửa chữa được trong tim đối với tuyến phalo và một năm sau đó vào 1955 thì à, Dr. kerrigan là người đầu tiên đã phẫu thuật sửa chữa tuyến follow với cái dùng máy tim phổi nhân tạo như mà phương pháp hiện giờ chúng ta vẫn đang áp dụng thì như cái hình trên slide cho chúng ta thấy là cái sự phối hợp giữa các bộ phận nó đã làm nên một cái cột mốc được coi là một nốt lịch sử của phẫu thuật tim nói chung và phẫu thuật tim ẩm sinh và mở ra một cái kỷ nguyên gần như một cái kỷ nguyên mới về phẫu thuật tim ẩm sinh. Thì cái phẫu thuật sử, sửa chữa tuyệt để à, sửa chữa toàn bộ thứ chứng phalo thì chúng ta thấy là nó nó phải dựa trên những cái từng cái bước đầu tiên là chúng ta làm à, chỉ làm sinh làm tim kính rồi sau đó dùng từng hoàng chéo và đến ly khi có sự tiến bộ và sự ra đời của máy tiêm phổi nhân tạo thì các bác sĩ đã áp dụng cái máy tiêm phổi nhân tạo uh, ngưng tim và mới có thể mở được cái 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 tim ra thì lúc đầu như chúng ta thấy hoàn toàn cái phương pháp mổ thì nó nó uh, khác hẳn so với bây giờ chúng ta thấy cái hình lịch sử như mô tả trên là lúc đó phẫu thuật viên phải mở ra rất là rộng về từ động mạch phổi cho tới tất phải và qua cái đường mở rất là rộng như vậy, phẫu thuật viên sẽ vá cái lỗ thông nâng thất lại và cắt gọt làm giảm bớt cái hẹp cái đường thoát thất phải. thì um, hồi nãy trong cái bài trình bày của anh tính có hai điểm rất là hay mà anh, em nghĩ ở đây là đối với phẫu thuật viên của tụi em là sẽ cùng có góc nhìn với anh thứ nhất là sao tất cả những cái chuyện mà chúng ta phẫu thuật tư chứng phalo thì gần như những cái Yếu tố khác nó đã được trung hòa, nó chỉ còn lại hai cái yếu tố mà nó sẽ quyết định theo ca phalo thành công hay không. Thứ nhất là cái đường cái, cái giải phẫu và cái cấu trúc cái mức độ của đường thốt thất phải và cái thứ hai là cái nhánh động mạch phổi như thế nào. Đặc biệt là cái nhánh trái thì cái quan trọng nhất đó là cái giải phẫu và cái mức độ của đường thốt thất phải nó sẽ quyết định kết quả ngắn hạn và sẽ quyết định kết quả lâu dài rất là nhiều. Thì chúng ta cần phải nhớ mặc dù là phẫu thuật viên tuy nhiên là em nghĩ là tất cả phẫu thuật viên đều phải có một cái hiểu biết rất là rõ về giải phẫu cái đường thoát thất phải nó hẹp ở đây là nó hẹp gồm nhiều tầng thứ nhất là nó hẹp bởi vì cái vách nón nó gì là ra trước và bên trái cái thứ hai là nó hẹp là do cái cơ thất các bè cơ của thất phải nó phì đại nó gây, gây hẹp ở dưới van thì nếu mà chúng ta nhớ là ngày trước ở Việt Nam mình rất là thực tế là mình sẽ mổ tuyến cái follow nó hơi trễ so với thế giới thì khi mà chúng ta mổ hơi trễ thì cái việc mà cái cơ thất nó phì đại nó là một cái việc mà nó thứ phát do tình trạng nó hẹp lâu dài thì nó tăng dần và nó làm cho những cái bè cơ nó phì đại lên rất là nhiều và cái cuộc phẫu thuật thông thường là nó sẽ khó khăn hơn bây giờ. Cho nên là nếu chúng ta mổ sớm hơn một chút thì cái việc chúng ta phải giải quyết những bè cơ phì đại nó gây hẹp á nó có thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Cái tầng mà hẹp thứ ba là liên quan tới cái van động mạch phổi thì thông thường đa số các trường hợp là cái van động mạch phổi ở đây nó có bất thường bất thường thứ nhất là cái vòng van rất hiếm khi mà chúng ta thấy một cái chứng phalo mà vòng van nó ba mảnh nó bình thường hầu như là nó đa số là hai phần ba trường hợp là nó là van hai mảnh hoặc là nó van hình vòm nó dính mép hết với nhau và nó làm cho rất là hẹp cái vòng van động mạch phổi cũng thường là nó sẽ nhỏ hơn nó Phalo nó là một cái phổ có khi là nó hẹp rất là nhiều, có khi là nó hẹp với chỉ số là là z score nó khoảng là trừ -2 trừ -3 nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là nó hẹp rất là nhiều. Tiếp đến là cái thân động mạch phổi thì thông thường cái thân động mạch phổi nó cũng nhỏ lên theo và cái nhánh động mạch phổi đặc biệt là cái nhánh động mạch phổi đoạn đầu của nhánh động mạch phổi bên trái là cái nơi xuất phát của là cái nơi một cắm vào của cái ống động mạch thì thông thường là nó cũng sẽ bị thiểu sản một chút. Ngoài ra thì, thì chứng phalo như chúng ta thấy đa số là thông thường giống như khi mà phẫu thuật viên mổ được chừng khoảng vài trăm cái ca phalo trở lên thì cảm giác là phalo nó cũng là cơm sườn thôi nó cũng không có gì khác biệt lắm cho đến khi mà chúng ta sẽ thấy lâu lâu nó sẽ có gặp vài cái khúc xương cái khúc xương thứ nhất là những cái trường hợp mà phalo có một cái cấu trúc thất phải nó hẹp rất là nặng nó theo dạng hình thuông dài bệnh nhân đến trễ hoặc nó kèm theo những cái bất thường khác điển hình ở đây là ví dụ như bệnh nhân có kèm theo bất thường mạch vành ở tại bệnh viện đọc dụ tụi em là cũng có nhiều trường hợp là thấy bất thường động mạch vành đặc biệt trong thời gian đầu khi mà bệnh nhân được phẫu thuật sinh ở một cái cơ sở khác rồi chuyển đến mình và cái thời đó thì cũng khá lâu cũng trên 10 năm mình không có chụp CT thường quy mình cũng bỏ sót và khi phẫu thuật viên mổ lại vì do mổ lại là nó bị dính và chúng ta rất là dễ khi mà chúng ta sẽ xuyên vòng van chúng ta sẽ làm tổn thương mạch vành là thường nhất là cái động mạch vành phải nó xuất phát từ EOE và chúng ta bắt buộc chúng ta lúc đó chúng ta phải tái tạo mạch vành và nó làm cái cục mổ đó rất là phức tạp những trường hợp khác như là tiêu chứng pha lô, cộng với kênh giải thất toàn phần hay là hẹp động mạch phổi trái à, hoặc là nó động mạch phổi trái tách xuất phát từ góng động mạch luôn hay là những bất thường về khí phế quản những trường hợp mà có tuần hoàn quan hệ chủ phổi lớn như bác sĩ Hải có nói hoặc là những trường hợp thiếu chứng phalo đến trễ nó có phì đại thất phải rất là nhiều thì cũng là những trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý à, trong vấn đề khi mà chúng ta phẫu thuật. Thì cái mục tiêu của phẫu thuật thiếu chứng phalo là gì? Thứ nhất là chúng ta phải làm sao chọn được cái thời điểm phẫu thuật. Chúng ta nên lưu ý tới tuổi và cân nặng để làm cho, sao cho cái cuộc phẫu thuật nó đạt đến mục tiêu tốt nhất. Tốt nhất ở đây là chúng ta phải giải quyết được cái hẹp đường thoát thất phải như đã nói trên là một yếu tố quan trọng nhất. Trong lúc đó là chúng ta phải hạn chế được cái bướng chứng hở phổi. Cái thứ ba, dĩ nhiên chúng ta phải vá lâu thông đường thất là làm sao không có sự thông thương giữa tim phải và tim trái. Thì cái việc mà chúng ta có thể để lại cái lỗ bộ dục hay không nó còn phụ thuộc phẫu thuật viên. Ở đây thì em đa số là em nghĩ phẫu thuật viên thì không muốn để lại để tránh một cái sự thông thương giữa tim phải và tim trái. Uh, tiếp theo là chúng ta phải làm sao bảo tồn được chức năng của thất đặc biệt là thất phải bằng cách là chúng ta không có xẻ vào ở vùng phiểu của thất phải uh, những trường hợp khác chúng ta phải hạn chế được tình trạng cái hở van ba lá và dĩ nhiên cái mục tiêu rõ ràng nhất là trong cái biến chứng sau mổ cái tỷ lệ sống còn ngay sau mổ chúng ta phải đem lại tỷ lệ tử vong thấp thì chúng ta sẽ phân tích sao đến bây giờ là tỷ lệ tử vong nó khoảng là bao nhiêu mà chúng ta chấp nhận được uh, và sau mổ thì chất chức tiết năng tim và chất lượng bệnh nhân phải tốt và cái nguy cơ mổ lại và can thiệp phải lại phải là thấp thì như vậy cái hình chúng ta thấy là ở trên chúng ta thấy là khi mà cái phẫu thuật follow cổ điển thì phẫu thuật viên làm gì mở banh ra hết cái thất phải và qua đó phẫu thuật viên cắt những cái bè cơ phì đại và vá lô thông thất chúng ta thấy chúng ta đạt được cái mục tiêu là vá lâu thông nương thất đạt được mục tiêu là làm cho cái đường thấu thất phải nó không hẹp nữa nhưng chúng ta đã hy sinh rất là nhiều về cái khúc rút giải phẫu và chắc chắn là cái chức năng thất phải nó sẽ bị ảnh hưởng thì cái phương pháp này cái phương pháp mà mở rộng thất phải như vậy theo thời gian là nó không còn được áp dụng nhiều nữa mà cái phương pháp mà chúng ta phải nhấn mạnh luôn gần đây là đa số các phục viên trên khắp thế giới áp dụng là chúng ta không có đụng chạm gì nhiều đến cái thất phải hết mà chúng ta cố gắng giải quyết cái cục mổ chỉ qua cái đường mở nhĩ phải và qua cái đường mở của thân động mạch phổi thì mặc dù cái phương pháp này nó đã, đã được đề xuất từ năm 1963 rồi nhưng mà do cái 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 kỹ năng để chúng ta cần thiết của phẫu thuật viên để chúng ta có thể thực hiện pháp này hiệu quả thì nó đòi hỏi một cái đường công huấn luyện và kinh nghiệm cho nên là phải đến những năm 1980 ở uh, Royal Melbourne Melbourne Children ở ở, ở Úc á thì ông bác sĩ Rosemi ông mới đề xuất và mới làm một cách thường quy thì nó nó mới được là nêu bật trở lại thì ở Việt Nam chúng ta có may mắn may mắn là bác sĩ trí viên là người người để đi fellow ở bên đúng cái chỗ trung tâm này là sau đó thì phải nói là Việt Nam mình là một trong những nơi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp mà mổ ít có đụng chạm vào thất phải là khá sớm so với các nước khác và đến một những năm 90 thì chúng ta đã thấy là ở nhiều trung tâm khác trên thế giới đã áp dụng gần như rộng rãi phương pháp này thì khi chúng ta so sánh hai cái kỹ thuật mổ thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy cái sự khác biệt với nhau khi mà chúng ta mở thất phải ra thì chúng ta làm rất là dễ nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải để lại một cái khiếm khuyết trên cái cấu trúc giải phẫu và chức năng của thất phải sau mổ còn chúng ta mở qua nhĩ phải như thế nào chúng ta phải mở cái đường nhỏ qua nhĩ phải chúng ta phải vén cái van ba lá lên để chúng ta thấy cái bè cơ nó phì đại như thế nào và qua đó chúng ta phải thao tác chúng ta phải cắt những cái cái cơ nó phè đại, phì đại nó làm cho hẹp cái đường thoát thất phải và chúng ta phải vá lỗ thông đường thất thì nhìn trên cái hình vẽ nó dễ nhưng mà nếu chúng ta có thể thực hiện trên bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân nhỏ ký 5-6 kg thôi thì cái thao tác đó không phải là cái thao tác dễ dàng cái bước tiếp theo là chúng ta phải xẻ cái mép van mạch phổi như tôi nói là thông thường là 2 phần 3 trường hợp là cái van động mạch phổi nó có bất thường thì chúng ta phải dính mép thì chúng ta phải xẻ mép van và à, thông thường là chúng tôi rất là là chú trọng tới cái việc mà bảo tồn cái van động mạch phổi này với mục đích là hạn chế cái biến chứng hở phổi sau mổ càng nhiều càng tốt thì nó có rất là nhiều cái cái kỹ thuật để chúng ta có thể bảo tồn van động mạch phổi thường là cái van động mạch phổi nó sẽ bị thiểu sản nó ngắn lại thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải à, phải lột nó ra giống như là giống như là mình lột cái vỏ củ hành vậy làm tăng cái chiều dài nó lên và khi mà chúng ta tăng cái chiều dài nó lên như vậy thì chúng ta hy vọng là cái độ độ áp của cái van mạch phổi sau mổ nó sẽ tốt hơn và nó hạn chế cái biến chứng hở phổi thì cái việc này là là nó rất là tỉ mỉ và đòi hỏi là chúng ta phải làm từng chút từng chút một và chúng ta để có được một cái van động mạch phổi mà chức năng của nó là là hoạt động được để nó hạn chế cái biến chứng hở van sau mổ một số trường hợp một số tác giả thì đề xuất là chúng ta tạo một cái lấy một cái miếng vá nhân tạo chúng ta tạo cái van động mạch phổi uh, một mảnh để làm sao hở van động phổi nhưng mà thực tế chúng tôi thấy là khi mà chúng ta mổ sớm thì cái việc mà chúng ta mở cái đường thoát và cái đường đó rất là nhỏ khi mà chúng ta đặt một cái vật lạ vô thì cái chức năng của cái van đó nó không được hoạt hoạt động được lâu dài và thậm chí sau đó nó còn thành một cái mô vật lạ và nó làm cho cái tình trạng là hẹp cái đường thoát thất phải nó nặng lên cho nên đa số cái trường hợp là chúng tôi không áp dụng như mày trừ khi những trường hợp mà tiêu chức follow lớn mà cái đường thoát thất phải nó rộng mà đòi hỏi chúng ta phải phải không có sợ là biến chứng là cái cái van một mảnh này nó làm hẹp đi tiếp theo là chúng ta phải vá lỗ thông liên thất thì khi mà chúng ta vá lỗ thông liên thất á thì đa số Chúng tôi thấy là đối với những cái phụ thuật viên mà mới bắt đầu á thì thường là mình sẽ mình sẽ rất là sợ mình cắt cái van đó, mình cắt cái mô cơ đó, nó không có đủ mà mình chỉ xẻ ra thôi thì như vậy nó rất là dễ còn hẹp tồn lưu. À, tuy nhiên nếu chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta mạnh tay chúng ta sẽ, sẽ cắt rất là sát cái vòng van động mạch chủ và thông thường là à, chúng ta sẽ lấy một cái miếng vá nó chỉ nhỏ hơn khoảng 80% cái đường kính mà chúng ta đo được trên siêu âm thôi và khi mà chúng ta vá cái miếng vá này nó nằm 1 phần 3 đến 1 phần 2 vào chính cái van động mạch chủ luôn. Khi mà chúng ta vá cái miếng vá nhỏ như vậy nó sẽ kéo cái vòng van động mạch chủ về phía bên trái và nó có tác dụng là giống như một cái miếng đệm anuloplasty của vòng van động mạch chủ và nó sẽ nó sẽ làm cho vòng van động mạch chủ là tốt hơn, ít có giãn hơn và về lâu dài nó sẽ tốt hơn. Thì cái việc này cũng nhiều tác giả và là phẫu thuật viên đã đề cập đến rồi vì chúng tôi là áp dụng cái phương pháp này. Ờ, ngoài ra nếu mà chúng ta cần phải tạo hình cái cái thân động mạch phổi á động mạch phổi chính á thì chúng ta phải tạo hình giống như một cái hình tam giác như vậy làm sao cho cái cái góc động mạch phổi là nó 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 lớn nhất có thể nói về cái kết quả mổ sớm của tiếng phalo á thì từ năm 1983 thì tác giả cực Linh là tác giả đã rất là nổi tiếng trong phẫu thuật tiếng chứng phalo đã đưa ra cái một cái kết luận rất là rõ ràng mà nó vẫn còn giá trị đến bây giờ cho nên là sao là nếu mà sau mổ chúng ta còn hẹp nặng đường thấu tất phải nó là một yếu tố liên quan quan trọng nhất đến cái tỷ lệ tử vong sớm ngay sau mổ. Cho đến bây giờ thì ở tại bệnh viện đại học dược và cũng giống như nhiều trung tâm khác thì chúng tôi thấy là cái tiêu chuẩn sau mổ mà chúng ta có thể chấp nhận được để biết kết quả là nó tốt, thứ nhất là tình trạng huyết động mạch huyết áp bệnh nhân ổn ngay sau chúng ta ngưng cái máy tim phổi nhân tạo. Tại vì nếu mà cái thất phải nó phì đại áp lực nó cao đối với bệnh nhân nhỏ thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến thất trái và thông thường là nếu chúng ta không có xài bằng mạch gì nhiều thì cái huyết áp nó không ổn được thông thường tôi biết nếu cái mổ xong huyết áp nó ổn huyết áp nó không cần cho vận mạch nhiều mà huyết áp nó lên cao thì thông thường là cái thất phải nó ổn rồi tất nhiên mình nói như vậy là cái yếu tố đầu tiên thôi chúng ta phải đo một cái áp lực thất phải thất trái thông thường là áp lực thất phải chia cho áp lực thất trái sau khi chúng ta sửa chữa xong nó nằm khoảng 50% và cái con số mình chấp nhận được là nó khoảng 70 nó phải dưới 70%. Nếu trên 70% thì chúng ta nên phải làm lại để làm sao? Chúng ta mở rộng hơn đường thoát thất phải. Cái việc mà siêu âm tim thực quản thường quy là cái điều đó bắt buộc, chắc chắn chúng ta phải đánh giá được cái việc đường thoát thất phải qua siêu âm thực quản ngay sau mổ. Chúng ta phải đánh giá được cái hở van ba lá, chúng ta phải đánh giá được cái lỗ thông đường thất nó có kính hay không, nó còn tồn lưu hay không và cái hở van động mạch chủ thì tất cả những yếu tố này trong giai đoạn đầu thì có thể phẫu thuật viên sẽ bị này bị kia nhưng mà hầu như là bây giờ thì hầu như là nó sẽ rất hiếm xảy ra những cái cái trường hợp này thì còn lại một cái trường hợp ở đường thoát thất phải để làm sao chúng ta thấy là nó vừa không có hẹp nặng mà vừa không có hở nặng thì nó là một cái vẫn còn nhiều cái cái, cái câu hỏi xung quanh cái vấn đề đường thoát thất phải ngay cả ở châu Âu và Bắc Mỹ thì châu Á thấp hơn và chúng ta thấy tỷ lệ mà tử vong muộn á nó chỉ là 0.32% trên một năm thôi thì có lẽ ở phần châu Á và và úc và úc ở New Zealand á có thể là nhiều trung tâm sẽ đã áp dụng cái phương pháp mà qua nhĩ phải và va mở động mạch phổi mà không có mở thất phải thì nó làm cho có thể nó làm cho cái kết quả nó là khá tốt như vậy cái yếu tố quan trọng đến bây giờ chúng ta còn lại là chúng ta phải bàn cái chuyện là chúng ta phải xử lý trong lúc mổ thì cái giải phẫu của cái đường thoát thất phải sau mổ nó là cái vấn đề chủ chốt mà hầu như là những cái hội nghị mà nó đưa ra bây giờ còn những yếu tố khác hầu như nó không thay đổi nhiều giữa các trung tâm thì chúng ta cần biết là nhiều cái tác giả, điển hình là tác giả Van Asdel là một cái tác giả trưởng khoa phẫu thuật tim nhi ở Bệnh viện Toronto thì bây giờ ông đã về UCLA rồi thì ông đưa ra là thật sự là pha, pha lô nó là một cái phổ nó sẽ có ba nhóm chính thôi, thứ nhất là nó khoảng có 15 20 là cái nhóm mà vòng van nó không quá nhỏ thì thường là chúng ta mổ ca này thì nó rất là dễ nó giống như cơm sườn vậy giống như là thông liên thất luôn chúng ta chỉ cắt ra một chút xíu rồi giải phóng hẹp chút xíu chúng ta đóng lại lâu thông liên thất là bệnh nhân nó ổn thì đối với những nhóm này thì kết quả sớm và kết quả lâu dài thường nó rất là tốt ngược lại nó sẽ có khoảng 20% cái trường hợp là nó có vùng van thiểu sản rất là nặng và thường là chúng ta phải mổ rất là sớm hoặc là chúng ta phải can thiệp trước đó, tạm thời trước đó rất là sớm bệnh nhân tím nặng. Thì cái nhóm này khi chúng ta mổ chúng ta sẽ gặp khó khăn và thường là bắt buộc chúng ta phải xẻ qua vòng van rất là nhiều và vùng phiểu thất phải thì lúc đó mới giải phóng được cái chỗ hẹp thì cái nhóm này là cái nhóm mà cần phải theo dõi rất là sát và đa số là chúng ta phải can thiệp hay là mổ lại về sau trong khi đó nó có khoảng 60% trường hợp là nằm ở trung gian nó có nghĩa là lưng lửng cái vòng van nó vừa phải thì cái nhóm này thì người ta đặt ra vấn đề là chúng ta làm sao điều chỉnh kỹ thuật mổ để làm sao cái nhóm này nó có hiệu quả tốt nhất mà nó giảm cái tỷ lệ mổ lại hay can thiệp lại thì khi muốn giảm tỷ lệ mổ lại can thiệp lại là có nghĩa là bệnh nhân sau mổ không có bị hẹp nặng đường thói thất phải đồng thời là cũng không nên có cái tình trạng hở nặng sau mổ thì một lần nữa chúng ta quay lại cái đường thoát thất phải chúng ta thấy là nó nó là một cái giải nhiều tầng ít nhất là nó cũng phải là ba bốn tầng như như tôi nói trên có nhiều trường hợp là chúng ta phải xẻ qua vùng van đồng phổi không thể nào chúng ta giữ được cái vùng van phổi theo những nghiên cứu gợp rất là nhiều trong, trong thì cái tỷ lệ này nó khoảng là 50% ở bệnh viện đạo Bí dược thì à, uh, cái đề tài nghiên cứu sinh của tôi là thấy đó tỷ lệ mà chúng ta phải xẻ qua vòng van phổi nó là phải 49 nó gần một nửa chúng ta phải xẻ qua vòng van phổi tất nhiên chúng tôi là chia làm hai nhóm có xẻ qua vòng van ít thôi hoặc là sẽ chúng ta bắt buộc phải xẻ rộng qua vòng van chúng ta về mặt sinh lý bệnh chúng ta thấy nếu mà nó có hẹp đường thoát thất phải mà nó nhiều á thì nó sẽ làm tăng cái gánh áp lực lên thất phải thì thường là nó, theo thời gian nó sẽ diễn tiến nặng hơn nó sẽ làm phì đại cái cơ thất phải tất nhiên là giảm chức năng tâm trương thất phải làm ảnh hưởng đến cái thất trái qua cái tương tác từ thất phải sang thất trái và nó sẽ gián tiếp làm giảm cái chức năng co bóp của thất trái và nó ảnh hưởng đến cái chức năng co bóp của bệnh nhân tim của bệnh nhân sau mổ ngược lại nếu có tình trạng hở phổi nặng á thì chúng ta thấy là nó sẽ tăng gánh thể tích của thất phải rồi từ từ nó sẽ giãn thất phải rốt là chức năng thất phải làm sơ hóa cái thất phải và gây cái rối loạn như là điện sinh lý và cũng từ cái chuyện dạng thất phải nó sẽ tương tác có hại lên thất trái và nó sẽ hoạt hóa cái hiện tượng là suy tim sau đó. Cái vấn đề hẹp phổi tồn lưu thì thật sự là nhiều tác giả đã từ lâu đã đưa ra vấn đề là nếu mà có hẹp phổi tồn lưu nhẹ đó, nó là một cái yếu tố bảo vệ, đặc biệt là nếu nó có cái hở phổi nặng hoặc là hở phổi trung bình kèm theo thì người ta đã chứng minh cái này bằng cái cộng hưởng từ. người ta thấy là nếu mà chúng ta bắt buộc phải xẻ qua nhiều chúng ta có hở phổi nặng nếu mà chúng ta không có hẹp phổi thì là chúng ta phải giải quyết chúng ta phải can thiệp chúng ta phải mổ lại nó nhiều hơn là nó có một cái mức độ hẹp nhẹ tại sao lại như vậy tại vì khi mà khi mà chúng ta hẹp phổi tồn, tồn lương lưu mà nó nó mức độ nhẹ đó thì nó sẽ là làm cho hạn chế cái tình trạng là giãn thất phải thì như vậy cái kỹ thuật mổ mà chúng tôi nghĩ là nó tối ưu là gì? Thứ nhất là chúng ta phải hạn chế xâm lấn và thất phải, không sẽ thất phải, không sẽ phiểu nữa mà chúng ta phải mổ hoàn toàn qua nhường nhĩ phải và động mạch phổi và bỏ cố gắng bảo tồn cái vòng van cũng như là van động mạch phổi và chỉ sẽ giới hạn qua vòng van và về cái lá van thì cố gắng là bảo tồn cái lá van tạo hình làm sao để giữ cái lá van chức năng tốt nhất và chúng ta phải chấp nhận cái mức độ tồn lưu của hẹp phổi và hở phổi sau mổ và chúng ta phải coi như hẹp phổi nhẹ nó là một cái yếu tố bảo vệ hạn chế cái dạng lớn thất phải sau mổ thì tại Bệnh viện Đại học Dược thì từ trong 8 năm 7 năm, 8 năm, từ năm 2011 đến 2018 thì chúng tôi đã mổ 327 bệnh nhân hầu như là theo một cái phương pháp đồng nhất thì cái tỷ lệ tử vong là 1.2% thời gian thở mái trung bình thời gian nằm ở hồi sức tim thì cũng trong mức uh, uh, tốt thì trong đó có 3 nhóm thì đối với cái nhóm bảo tồn vòng van cái nhóm sẽ rộng sẽ rộng là chúng tôi coi là nó sẽ khi mà đường sẽ vòng van xuống thất phiểu thất phải nó phải hơn 5 mm và không giữ được cái mô lá van của đồng mạch phổi à, và chúng tôi nông cái cái kích thước cái cái đường thoát thất phải lên với chỉ số là cộng 2 thì cái này là theo khuyến cáo của ngày xưa mình các bác sĩ được học từ bệnh ở bên úc rồi áp dụng trong thời gian đầu ở việt nam ngược lại chúng tôi cũng có nhóm thứ ba là chúng tôi cố gắng bảo tồn với cơ nó nhiều và tránh sẽ tránh sẽ vào cái vùng phiểu nhiều và chỉ đưa cái dụng cụ nó bằng đúng bằng cái chỉ số của bệnh nhân thôi thì chúng tôi thấy là cái kết quả dĩ nhiên cái nhóm bảo tồn mồng van là cái nhóm tốt nhất rồi và cái nhóm mà chúng ta sẽ ít á, thì trong theo dõi trung hạn nó cũng có kết quả là tốt tốt hơn nhiều so với chúng ta phải xẻ rộng trên, 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 trên vùng phiểu thất phải À, một số trường hợp mà hở phổi cho đến chúng tôi đến bây giờ thì bắt đầu là sẽ có bệnh nhân là nó bị hở phổi nặng và nó đủ tiêu chuẩn là chúng ta ta phải mổ lại hoặc là can thiệp thì đối với tại bệnh viện đại học dược thì chúng tôi phải mổ lại thì thực sự cái mổ lại nó cũng không quá là phức tạp à, chúng ta mở chúng ta có thể là mổ và tim nó đập luôn chúng ta mở ra và gắn cái van uh lấy cái van động mạch chủ mà van sinh học đó, gắn ở vị trí của cái động đường thoát thất phải của van động mạch phổi và chúng ta đắp một cái miếng vá rộng lên cái phía trước của của cái đường thoát thất phải thì làm sao cho cái van nó nằm đúng hướng như như thế này. Thì đối với cái tỷ lệ mà ở trên thế giới người ta thấy là chúng ta đặt cái van động mạch phổi qua ngoại khoa đó thì tỷ lệ tử vong nó cũng thấp, thông thường là chỉ khoảng 1 chấm mấy phần trăm theo nhiều nghiên cứu mà lên ở số lượng cao lên tới 4 500 bệnh nhân á Uh, tuy nhiên phải gần đây thì uh, như uh, uh, anh tính có trình bày thì tôi biết là cái chuyện mà uh, cũng giống như trào lưu trên thế giới là chúng ta đặt cái van nào mạch phổi qua da trong trường hợp mà hở phổi nặng nó là một cái uh, xu thế rất là tốt đem lại cái kết quả tốt cho bệnh nhân và người ta cũng đã so sánh uh, cái, cái hai phương pháp về ngoại khoa và can thiệp rồi thì rõ ràng cái can thiệp nếu chúng ta đặt van như vậy thì cái tỷ lệ tử vong mặc dù mổ nó cũng không phải là tỷ lệ tử vong cao nhưng mà chúng ta can thiệp hầu như nó còn an toàn hơn chỉ có cái là một số trường hợp mà cái đường thoát giải phẫu mà nó phức tạp thậm chí nó phình hoặc là nó quá rộng thì có thể là cái can thiệp nó sẽ gặp khó khăn và chúng ta phải xem xét uh, mổ lại để đặt cái van bằng phương bằng phẫu thuật trong những trường hợp đó. Một cái hướng uh, uh, mới mà cần một số trung tâm trên thế giới bắt làm là người ta dùng một cái uh, nuôi cấy mô, người ta tạo một cái khung của cái van động mạch phổi và dùng cái phương pháp nuôi cấy mô để để đưa vào hoặc là can thiệp hoặc là à, phẫu thuật thì một số nơi đang làm và người ta báo cáo kết quả cũng khá khả quan tuy nhiên cái số bệnh nhân nó còn ít thì à, hiện tại thì à... À, bản thân tôi với anh tính cũng đã gặp cái nhóm các bạn biết là ở đạo quốc gia nó có một nhóm tế bào gốc rất là mạnh mạnh mang tầm thế giới thì tôi tôi cũng đang nghiên cứu cái việc này để có thể phối hợp với lại cái nhóm tế bào gốc ở bên đạo quốc gia để có thể chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này trong tương lai không thì ngay cả trên thế giới cái cái phương pháp này nó cũng là mới và nó chỉ được mới được áp dụng một vài trung tâm lớn trên thế giới thôi thì cho phép tôi được kết luận về mặt cái phẫu thuật tuyến chứng phalo thứ nhất á, là chúng ta thấy điều chẩn đoán và điều trị tuyến chứng phalo là một cái điển hình của sự phát triển của ngành tim bẩm sinh nó cho thấy là cái chuyện phối hợp nhóm giữa nội khoa ngoại khoa chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu hình thái học nó rất là tốt và đem lại kết quả tốt cho bệnh nhân cái phẫu thuật sửa chữa toàn bộ tuyến chứng phalo là thường là cho kết quả tốt với tỷ lệ tử vong thấp cái việc là chúng ta đánh giá hiệu quả sau mổ ngược lại nó đã giúp chúng ta thay đổi một số cái chi tiết trong cái kỹ thuật mổ để nó đem lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân thì chúng tôi thấy là cái không cái mổ phalo nó không phải là phẫu thuật sửa chữa để cho nên là gần đây là tôi không có cho bác sĩ trẻ gọi là phẫu thuật sửa chữa để nữa mà nó chỉ là phẫu thuật sửa chữa toàn bộ tuyến chứng lô thôi có nghĩa là nó sẽ vẫn còn những cái vấn đề mà đòi hỏi chúng ta phải khảo sát đánh giá can thiệp thậm chí là phẫu thuật lại và cái kết quả lâu dài của tuyến phalo thì nó cũng còn nhiều điểm để chúng ta nghiên cứu và có thể áp dụng những phương pháp mới để vào điều trị cho bệnh nhân dạ, xin hết cảm ơn bác sĩ khang rất nhiều à, cho cái à, mọi người thấy được là cái điều trị phẫu thuật bây giờ có nhiều tiến bộ quá hồi xưa tôi thấy là nhớ chia sẻ vòng quanh đắp miếng bát này xong rồi nó giảng tôi lưu hết trơn dạo này mình thấy là mình đã cải tiến rất nhiều bác sĩ khang hình như lúc bác sĩ khang báo cáo với châu rất là happy chắc là không tạo áp lực gì cho bác sĩ châu ấy